Chào các bạn. Bữa nay mấy anh em đi vô đồng chơi nha. Bữa nay có bác Tám về chơi với anh em lúa nữa. Con chào bác Tám. Hello con. Anh Tâm với anh Tú với Balaxong cái lúa. Anh Tâm ơi. Đây, mình chuẩn bị đây. Ăn cà na thôi. Đây nè các bạn. Cà na rất là ngon. Balaxong trên đọt cái cà na kìa. Trái dữ lắm trái nha. Đây. Cái nó còn non, cái nó còn non. Non, ăn được rồi. Kìa xong hái rồi kìa. Đây các bạn, trái chùm luôn nè. Lúc quay cho các bạn xem này nha. Dạ cái này của cậu của Balaxong. Con chú. Cậu chú. Chú Út. Đây. Tuổi học trò. Sáng mà chuông sáng ăn này đã ghê trời. Em mời cả nhà nha. Đã. Bà thằng chú lá ơi. Sống nổi không? Chua. Sáng uống cà phê xong rồi các bạn, cái này ăn cà na nó vô luôn rồi. Ăn cà na cả nhà ơi, mời nè. Nó chua trời. Nó chua mà nó chát nữa chứ. Cái này làm mắm đường ăn không được. Cái mắm đường. Đây mình làm muối ớt. Đâu dập ra. Đâu rồi Song ơi. Cái này là màu lớn rồi Song. Song ơi hết cây ta con ơi. Song ơi. Nhớ cái bờ này, nhớ có cục cống mình nhớ không? Có mày giờ không biết tọt không? Chúng ăn bơm thử coi. Coi vô kia bắt đi qua mau. Trời quá trời chảy luôn. Chùm luôn. Rồi không ơi. Bé mới họ cho chị luôn. Sông này nè. Rồi con ghe xuồng nó chạy vô trong. Bên đây là sông, đây chạy bự luôn Sông. Dạ. Cái chạy mua lúa. Phải Sông đưa cái nón cầm cho. Dục xuống lấy nón hứng. Vừa lớn không? Nè. Anh Tú cầm giùm em. Rồi. Đây là Sông. Nón luôn. Đây chừng gãy nhánh á. Cà na giờ dài lắm. Tôi hướng lên Tú. Em hướng tay không chính xác đâu. Kìa. Cái cây này nhiều hay quá. Cái ông thầy cái dưa mà ông cho cái dưa trèo lên cái cana. Trời ơi, trái nè, cái nào cái nấy này. Dưa đó. Trèo lên cây khơi mà rung, khơi rụng đùng đùng chẳng biết khơi ai. Khơi này là khơi ông cay, khơi chưa có trái mà chị hai có chồng. Ghê ha. Đấy. Quá hay Tú ơi. Nhiêu được rồi. Được rồi. Ừ. Bỏ bọc á. Bọc á. Cái gì vậy? Nãy xin ông thầy là chiếc dưa à. Ừ. Thôi, anh chờ na chút xíu đi. Vô mời các bạn. Anh nghĩ bữa nay đi vô đồng cũng được lâu. Hả? Bởi vì ăn cà ná đau bụng gì sớm. Đau bụng. Quá hồi mình nướng xuống đậu luôn. Nãy tôi kiếm hai con mì qua, quên. Sao bán được? Ừ. Ồ, bán chút nữa hả? Ngon. Anh em chia đi. Mà Tám ăn nè. Ăn không, Tám không ăn dưa con. Ăn dưa Tám ăn cà na nè. Ăn rồi, nó vừa chua mà vừa đắng nữa. Làm thôi, ngửi. Ngon quá. Nó nhỏ. Cà na này nhậu quá mới ngon. Hồi nãy có con ly vô đế để nó cái sướng. Ừ. Ăn đắng. Tương lắm hả? Bác Tám về với anh em lúa hôm qua nay rồi. Mà công chuyện quá, hôm qua nay ở nhà. Bữa nay mới dắt bác Tám vô đồng chơi. Khoái bắt chuột lắm mà con ơi. Tại nhỏ mình có đi bắt chuột á, thành ra giờ mê bắt chuột rồi trở lại với nhóm hai lúa để tìm lại cái tuổi thơ hồi xưa. Ba cháu mình đi vô trỏng bắt chuột rồi Tám ơi. Ok, đi. Đi thôi, đi thôi Tú ơi. Rồi. Đi Tám ơi. Qua xong rồi. Qua xong ơi. Dữ lắm này. Đi dặn nữa đó cô. Lúc đó cô. Bán hàng hả? Đó, lứa. Lứa. Lúm. Hai con luôn. Chạy nó không con đâu ạ. Hai con. Chục lứa mà mình chạy. Lúm con nữa. Nữa. Cái con ạ. Hey. Chứ giờ anh Tú ơi. Rồi ngay. Được không? Được. Chít. Chít. Đó 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 chạy nè. Đúng. Hôm nay bắt Tám về bữa nay bắt nước không bị chạy. Trung nguyên vài chục lứa luôn. Hay đó, chín lại liền. Đúng rồi. Nhỏ không? Bác Tám nó chục bự, ăn không có nổi, tao ăn chục lứa thôi. Qua xa. Cái phần chục lứa này nó cắn không có lụng bao. Cái giọng mới mất rồi các bạn ơi. Giờ là bữa nay lấy bao đựng. Mai mình làm cái dòng khác mới được. Trời ơi, bóng cái cài đó. Đẹp ha. Ngủ quá vậy. Bóng cái cài đó ngủ, thành ngủ quá vậy. Cài đẹp ghê, dang cái dù á. Ôi, mới thấy một chuột lú đậu ra các bạn. Chạy ra đi. Chạy đi cô. Ơi 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 ai ai cắn trời lứa chạy bên kia kìa là Tú còn kìa cắn hết họng ở dưới cho mà cắn nhẹ chục lứa này mang này nó bắt trước đúng không nó không ăn hay gì nó bỏ. Hết vậy rồi. Về làm món gì ta? Rang me ha. Rang me hay là rang muối gì cũng được. Tụi nghĩ nghĩ không vậy? Thôi mình ra mấy bờ đó kìa. Trời ơi nguyên cái vườn sen bển đẹp quá trời luôn các bạn ơi. Dữ lắm nó đang rộ nở rộ luôn kìa. Dữ lắm, cái vườn sen đẹp nè các bạn. Sen của Trang á. Ai? Trang á. Trang Mịnh hả? Trang Từ Thiện hả? Ơi. Bên đó nó làm banh khác rồi không? Rồi, mạnh hơn mình đó. Mạnh hơn mình nữa. Rồi, 20 cống cái gì quê? Đào trơn. Mạnh hơn mình nữa. 20 cống, ông nội ơi. Nó biết cái 20 cống luôn hay sao? Rồi dài đó rồi có hàng nào làm mấy hang thật. Đi, mà bánh kiếm đi, thằng dòng mà kiếm đi. Nó thò em sang, đang nở rộ. Đẹp ha. Nêu này là quay xuống. Hết hồn đẹp thiệt. Còn gì bằng hả? Đẩy xuống nước luôn hả? Đó. Em thợ đó, tới đó. Chính ai? Hay quá các bạn ơi. Một tay cũng làm ra chuyện. Lúa hay á, một tay cầm máy tay bắt. Ô, chuột bự quá. Anh ký luôn các bạn ơi. Thôi con. Bắt sao? Rồi con cầm vô, con cầm vô. Thôi bạn con cầm con cắn má. Chắc nha. Lụm con bành cái luôn các bạn. Đã lặn con nó tiêu luôn rồi. Ừ. Hết hồn hết vía chưa? Một tay cầm má, tay cũng bắt chuột được chứ giỡn sao? Quá dữ, quá dữ, hay luôn, quá dữ. Phô lâu luôn. Chuột sen mà. Quá trời các bạn, gõ này quá trời kín đó các bạn ơi. Cầm cái đầu nó phải không? Dạ, cầm dắt cái đầu nó. Dắt cái đầu nó. Rồi con buông đi. Dắt cái đầu nó. Lại luôn. Ồ mà không biết bao lâu mới bắt được chuột này. Nó cầm được chuột này chứ. Giái thiếu già luôn. Giái dài. Bốn rồi hả? Có chụp với 2 con đây có. Đâu chứ đâu. Bé hay quá bé ơi. Bành kia nữa. Chạy cái mày. Hả? Chạy hả con? Dính nè. Bự không anh Tâm? Chà bá luôn hả? Để chỗ cái qua con. Ô rồi, cũng quá đủ ông nội ơi. Hết hồn nó bự hết chứ. Ô con chuột bự. Giái không ta ở đây, giái không ta? Không, bơm nữa đi, cỏ. Nhóc luôn á, nó dọn dữ lắm. Dục cái đại qua cho anh Tâm đi. Không. Dạ. Không. Thôi để ông dục qua. Để ông dục qua đây, ông dục qua. Rồi, dục qua đây. Sao? Sao? Dễ gì thoát khỏi xong. Sao khỏi chạy khỏi luôn, tay sát thủ chuột. Mở cái đám xăng nha anh Tú ơi. Đi rồi, chỗ này không là 5 con chuột bự rồi. Dạ. Rồi cái tim chuột cũng lặn đâu đây nè tơi. Cái tim chuột lặn đâu đây nè. Tim nó lên sao con? Đúng không? Đúng bọt không phải không? Dạ. Gỡ nắp ra trên Tú. Gỡ nắp xăng ra. Cho nó hà nhã hơi bớt. Nhẹ máy. Rồi hết rồi. Mình đi dài lên đằng này nha các bạn. Thôi bà chú này có không vậy? Mình đang ngồi dưới gốc cây bứa nè. Đây là cái hổm theo lúa nấu cái cây bứa mà nấu canh chua nè các bạn. Nó chạy lăn lừ luôn kìa, có trái nhóc kìa. Đây, trái bứa đây. Đây các bạn. Nè trái này bự nè. Đó, trái này bự nấu canh chua được rồi nè. Nhìn anh Tu. Quá trời trái luôn á. Có hàng là mà không chưa được trời. Tốt cái gì nè. Mấy cái cao cáo đó. Ê, đang mối chạp bá với cao cáo rồi xong ơi. Bá. Đó. Kìa chạy bắn kìa. Kìa dưới mét kìa. Đó thấy không? Thấy mình đó. Đó nó qua đó. Chú. Trời ơi. Lắm không? Không. Kìa lú này. Tao. Rồi. Quá trời con này luôn. Bên trong đó đó. Đuổi ra đi. Nó đuổi rồi, trong mối này đuổi rồi. Dữ lắm mấy hàng này. Các bạn để ý con chuột đó, nó lặn không bao giờ da trống nha. Một là vô bụi lùm, hai là nó ồ chưa bao cỏ là thôi chứ nó không có lặn da trống. Khôn lắm. Hai gì mà láng dữ thẳng anh Tâm. Thử chút coi Tú. Coi có hang rắn không? Nó hoài đâu. Thử vô coi láng không? Mấy bà này ráo hành nó vút ra hết trơn á. Ủa không có hang hết đâu. Thấy coi mà. Hàng nó láng nó sợ ha. Rồi dạ bơi Tú ơi. Theo ơi. Theo giữa này. Thế nào không chạy vô đám sen à? Theo chút xíu là tao không bơm tao. Dạ. Em xe lên. Trong cái chuối đó là lụm đó. Mà chắc giái không quá. Nó láng lẫy rồi trời. Đừng có hơi ấn hung hành đó. Đốt. Lặn chưa? Từ từ ơi, xong vô mé, xong vô vợ, xong. Đó, lên cái chân vào trò trái mày á. Lặn rồi, con ếch chứ không phải con chuột. Chuột nãy nó lặn mà con chuột, tim lên kìa. Ếch mà. Con chuột nãy trồi dậy vô chân xong á. Tụi nó con ếch á. Hôm đó có cái hang không? Từ này nha, tôi không? Nè, có cái hang đây nè. Rồi, nó vô đó trong lâu chưa? Đi luôn lên này hay gì đại ca? Trời, đục lúa. Lúa hả? Ừ. Bự nhỏ xong. Được. Rồi, bơm đi. Ở dưới này nó có con hang là sao? Thấy rồi, cái gì nó ngồi đó đó. Phải cái bộ trùng bự. Nó bạn không quên. Đó, chạy lên trên kìa. Cái chạy lên kìa. Rồi, con hang rồi. Đạp. Đạp cái góc tới đây. Rồi xuống hang luôn rồi. Mình cạn luôn á. Xuống hang này rồi. Con này ướt chắc nó lên đây quá. Nó đó, nó chạy nó cột lên đây nè. Rồi, tôi hang lên nữa. Khục ghê, lòn không ra nè. Tôi đó hả? Cầm đi đó. Đó đâu cột được. Đạt, em đứng cái chỗ bên bờ sen thôi, chạy vô bờ sen không hay đó Đạt. Bờ đó có ba xong rồi. Dạ miếng săn nha Tú ơi. Rồi mướt rồi đó. Cái đường nó chạy không? Nó chạy ra đó nha. Chạy qua anh Tâm đó. Chạy qua anh Tâm ơi. Bự gì không? Hay quá xong ơi. Dính rồi hả? Dính chú bự rồi. Dính rồi. Có đây không? Xong dịch. Dính rồi. Con hả? Hang con mẹ. Dính lấy mẹ hả? Con mẹ đó. Phải rồi, con nãy đâu? Con nó mới là chặt ra nó chạy ra đó. Còn là chắc giăng mối nhiều lắm xong rồi. Này mà có đê xả đê một cái biết bao nhiêu chuột nào nữa. Ôi nó chạy đáng lường đây là mấy ông ơi. Bây giờ nó bà giặt họ giọt luôn á. Trời ơi trời, xong nó nằm luôn rồi. Gì vậy anh ta bị cắn hay vậy? Vậy sao? Rồi nuôi chưa đâu. Ở trong luôn nha. Ờ chà bá luôn. Hai con luôn. Lụm. Hai con luôn hả? Quá dữ. Hai tay hai con. Hai tay xuống sông nó chụp hả? Bộ chuối này là Tú ơi. Giữ thiệt ngoài giữ thiệt. Nó cắn anh mà không lủng luôn đại. Trời. Ghê trời. Dính không? Dính, bắt dính luôn. Để văng đây. Thôi anh Tâm bây giờ luyện thành cao thủ vô lâm mà các bạn, trụ cắn không lủng luôn rồi. Tay của ông Tâm giờ là thành nhất dương chỉ rồi đó. Dạ. Bằng tay sắt. Trời ơi hai ba con nó dồn đó luôn trời. Các bạn muốn luyện bàn tay sắt thì về với nhóm Hai Lúa nha. Anh Tâm luyện có mấy tháng nay là cái tay trụ cắn không lủng rồi đó. Bóp nó nhảy ra đúng. Bóp mạnh ra nó nhảy ra. Nó dồn người đó, bơm nãy nó dồn người đó đó. Lụm nữa rồi. Bự hay sao nhỏ sao? Nguyên bầy lứa dữ lắm rồi. Rồi mình tiếp tục hang tiếp theo. Dữ lắm rồi, năm nay chuyến này đi vào luôn rồi. 7 kg rồi Chóc ơi. Nặng 3 kg hả? Tâm lụm nó kìa. Cái gì hú hí nặng rồi. Ê, gì con? Cái chuột đâu vậy? Nó bỏ chuột nhỏ, nó lặn qua đây nè. Tiêu rồi. Lặn ở đây sao thoát được mà lặn ở đây chạy kìa kìa. Bé ơi. Bé lặn đi đâu? Lặn nữa rồi. Đi đâu? Nó khôn nó lặn qua lúa ha. Đâu rồi. Đây. Chạy qua cái bác Tám đó nào, nổi đầu đó, ngồi xuống. Đó. Từ điện thoại, ướt điện thoại nha. Rồi dính rồi. Được ta. Hay không sao? Rồi ở nó gom vô đó kìa. Được lứa không hả? Dạ lứa không? Có hay không? Quá xá rồi. Trời ơi ếch ngon dữ vậy. Trong hang hết vậy? Quen cái này. Trời ơi ếch bự. Tổ cố luôn ha. Xong. Bắt thấy qua nha. Ếch lại qua cho chú luôn con. Chú nó hơi căng à. Lụm nè. Chú nó có xiên. Đúng rồi. Ôi chuột trên mùng chuối nè các bạn. Ôi đây có xiên. Dạ cái gáo bay rồi, hốt luôn xong. Ơi nó mới đậu ra đó, gì đó Tú ơi. Cái tay đội cũng đó qua đây nè, mới thấy đậu ra đó. Đâu? Chụp hai anh Tú. Giật máy rồi kìa. Bắt giữ trước đi xong ăn hồi bắt ngổ xong rồi. Đây là đừng. Bắt giữ vô đây bà con, bắt giữ vô. Cái bờ này dễ có dáng hung hành ha. Qua đây nè. Có xiên. Đây là duyên rồi đó. Cái máy qua đây. Lấy ở đây nè. Có ăn không có chọn đạo chứ. Nghe lên hả? Để đứng nghe kênh. Nếu mà không có chuột ha là có rắn đó. Thiệt. Nếu có chuột là có rắn đó. Lấy luôn á. Đào mà không có chuột mình đào luôn đi. Ủa bơm không có chuột mình đào luôn. Cái gò này im quá trời im nè. hay quá. Tăng tay mình lại dữ nha. Xong. Bây giờ là tới balaxong bắt con chuột trên cái nải chuối nha, bùn chuối nha. Sau lưng anh đó. Này chắc con trái quá. Đây nè. Thuốc mà mất 6 bắt 8 dữ. Xong thì chuẩn bị chờ chụp con chuột nè. Chụp ở đâu mà chụp? Coi cái nhẹ thôi, coi xuống anh ta. Anh Tú. Ghi bàn đẹp coi sao. Tâm mà chơi đứng cái góc này anh Tâm. Ừ. Bự không vậy? Chuột bự không vậy? Chưa biết. Ê! Rồi, ơi, xuống rồi. Xuống rồi. Trời ơi, con chuột bự. Lặn hả vậy? Lặn rồi, Tú. Lặn rồi, chạy. Lặn rồi. Đừng động nước cái Tâm, nhẹ nhẹ anh Tâm. Dữ lắm, bự luôn. Dữ lắm, chuột giấy bự. Mày nó vô hang này hay gì rồi? Trận lũ cái hang rồi. Chưa đâu. Để sợ chuột chặt má luôn. Đừng động nước, đừng động nước. Thiêu rồi, vô hang rồi. Chưa để trở lên đi. Kệ nắng kìa sao? Đầu thuốc lại dưới chạy. Lần nữa sao? Hả? Thôi lên anh đâu? Lên kia xong rồi. Tim đâu đây vậy? Đâu? Ôi, hay quá Tú ơi. Dữ lắm bự. Thấy nó lội tụt tụt này lên không kịp mà. Bự lắm phải không? Ờ. Dữ lắm bự. Đâu Tú? Mập không? Mập anh Tú? Được. Lúa dữ lắm, lúa ghiền rồi các bạn ơi. Không bắt chuối đâu vậy? Lúa về xuống thôi. Xuống bắt cái này chút xíu nha. Rồi hồi nãy mình bắt anh em mình về nha các bạn. Thôi. Đây coi, dắt một bao luôn nè. Điều cảm ơn. Một bao luôn, một bao luôn. Rồi, về. Dữ lắm chuột, bao chuột luôn. Về anh Tâm ơi. Dạ. Chào bạn. Cắm sen bảnh đẹp ghê hồn. Anh thấy bông không? Vàng đất hết trơn. Bốn ký không? Có không? Rồi mình về tới nhà đây các bạn. Ký không? Dữ vậy? Dạ. Gì con trai? Con trai cái coi. Rồi vô vòng đi con. Mình vô mình cân thử coi, mấy ký. Anh Tâm. Có cái cân thẳng đó, mình cân thử mấy ký. Bữa nay là trúng mánh luôn, vào luôn các bạn. 6 ký. Cái gì? 6 ký. Đâu đâu. Rồi. 6 ký. Ồ, mà dữ vậy, sát tí dữ vậy ta. Bữa nay là trúng bánh à. Vậy là bữa nay mình về mình làm mấy món đây ba là xong. 3 món. Một chiên, một nướng, một hấp. Chuột hấp, này chuột hấp món gì anh? Hấp nghệ. Chuột hấp nghệ hả? Ừ. Các bạn khui các bạn thấy nha, anh Tâm làm nãy giờ nè. Công phu lắm nha, đó. Thịt bò nướng luôn. Ừ? Có thịt bò nướng nữa hả? Bữa bác Tám đang về. Vậy là mình bò nướng đó hả? Bò nướng. Trời ơi, bữa nay chuột nhiều, bò nướng luôn. Tại vì bác Tám đem về tới 4 cục lần, lấy 1 cục. Đó là 1 cục đó hả? Ừ. Bò này bò Úc đó. Nên em muốn ăn cái bò Úc luôn. Rồi chả đông hả? Để đi từ từ, anh bóp ra nước ngọt hết. Ngọt rồi mình lấy nước ra mình quất luôn đi. Nấu canh luôn hả? Để đi, cho nó giải chút xíu rồi mình cắt. Món của anh Tâm đây nha, không biết sao đây nha. Món mới nữa nha các bạn. Bữa trước lúa đi Sài Gòn với anh Tâm với anh Tu với Balaxong. Tiễn anh Bảo về bên Mỹ á, lúa có mua mấy con chim chì voi về nuôi cho nó hót vui vui. Với ông anh ông cho lúa con cu nữa. Đâu? Ừ? Chưa bắt về, anh hứa cho là chưa bắt về. Ai? Ông anh. Sao không đi bắt trâu kìa, đói bụng rồi các bạn. Chập này là chập thứ hai rồi đó. Thứ hai hả? Quất chuột chiên luôn. Vậy luôn. Có sẵn mà. Rồi chút xíu nữa mình làm món xong mình ăn cơm nha. Cho ba xong bể bụng luôn. Xong. Chín chưa đại ca? Chín này. Vui lên này. Vui lên này. Chắc chín rồi đó nha. 1, 2, 3, khui. Thơm quá. Ngon à. Thơm ghê hông? Trời ơi, sao em hít vô mà khối đấy em ta tạt qua ba vậy? Anh hút mạnh dữ vậy? Độ công thâm hậu. Wow. Bắt cái ngoài đi anh Tú ơi, để ăn nào thấy nóng anh Tú ơi. Nhiều được à. Thôi. Rồi, bắt cái nồi xuống để cho nó nóng. Thử rồi, để canh thôi, để xong nó nặng đi canh. Kệ, anh nắp đi. Thử bắt anh. Rồi con. Ăn canh đi. Bắt ra phải mới được đấy rồi, để lấy cái miếng ăn canh vô em ăn được, không tiêu cá gì hết rồi. Thử anh Tâm. Đúng không? Nghe thơm. Ở không? Mình ăn thử các bạn, dần hồi nữa mình ngoài kia làm vài lon nha. Chấm muối tiêu chanh, thêm muối tiêu chanh này. Sao thơm dữ ta? Đúng thơm. Ngon. Được anh Tâm ơi. Ngon. Được anh Tâm ơi, dữ lắm ngon anh Tú ơi. Chấm muối tiêu chanh vô là hết sảy luôn á. Được. Chấm muối tiêu chanh vô ngon. Dạ. Thơm. Ok không? Ngọt. Ok. Thầy ơi, món mới. Mà chứ không mà nhờ có muối tiêu chanh là ngon à. Hấp dẫn á. Nó tăng hơn cái ngọt nó mềm như không. Dạ. Cũng dài á. Không có như cái đùi ếch vậy hả? Dạ. Hả? Thêm lên đâu? Hết rồi. Ăn với rau găm á. Gì thêm em? Được. Để xong. Đó, gấp ra miếng chuột mà. Cô Lý. Ngon dữ ta. Bữa nào anh Tâm sẽ trình bày cái món này lại cho các bạn xem nha. Bữa nay mình thí nghiệm thôi, nhưng mà không ngờ ngon quá nè. Sao? Thử không lắm ngon không anh? Chấm với tiêu chanh rồi. Mềm như đùi ếch vậy. Dạ, nó mềm ngon quá. Thơm. Thôi xong. Món này là hấp phải không? Ngọt. Ừ. Thơm. Được ta. Thành công. Mình nướng ở đây nướng 7 con chuột bắt 8 thằng hết ngày. Anh Tú làm cái món đùi đó anh Tú ơi. Mời các bạn. Ăn ba tấm. Con đi con đi. Lại đi. Chuột nãy mình bắt tới 5-6 kg luôn mà. Đậy nắp rồi xong, nóng ăn mới đã. Đúng rồi đó. Thôi ăn hết rồi gốc luôn. Ngon hả? Nóng ăn ngon. Mời các bạn nha. Im không? Thử coi. Mình có ý kiến nha. Món này kêu là hấp gì con? Không biết rồi. Hấp nghệ á, sao không úp nghệ không? Hấp nghệ à. Dạ, xả. Dính đàng hoàng nha. Mời cả nhà nha, ăn thử nha. Món này của anh Tâm chế biến á. Bữa nào trình bày lại cho các bạn xem nha anh Tâm. Ừ. Ok, ngon. Nó không có tanh. Ngon quá hả? Ngọt không ta? Ngọt nhưng mà ăn mềm đi. Đột anh Bảo ơi. Ăn thịt ớt kìa. Vô. Đột anh Bảo ơi. Vô anh Bảo nè. rất là ngon. Bữa nay trúng bánh luôn rồi. Lần nào anh em lú vậy á, đi bắt không có không? Lúc mà nó về rồi cái bắt liên tục. Bắt đi chơi rồi. Đi chơi nút chứ. Lại lắm, nguyên cái nguyên luôn. Chấm muối vô cạp luôn. Khỏi có cái gì hết đâu. Ăn gì mà đã. Ăn cục trên nè. Bám cạp rồi. Vậy mới đã đó. Vô. Thôi nghỉ nhậu luôn quá. Còn nướng nữa kìa. Ngọt thiệt. Thôi các bạn. Thơm quá ha. Chọn rau dăm nữa ngon quá. Hãy rau dăm vô. Thôi mình ngồi mình ăn công đi, khỏi nhậu. Ăn đi, ăn no đi, nào muốn nhậu nhậu. Bút luôn xong, nguyên luôn, đi luôn. Ui bọn xịn xong. Tán cái này cái này. Cặp rau dâm vô. Đã. Đã anh Tâm. Đã, nó thơm em ơi. Hôm nãy làm tưởng là anh ăn không được. Nhờ ngon quá. Đó luôn rồi. Vô. Nó hèm luôn trời. Mềm ha. Vậy là chết mấy chục rồi đó. Đại đâu lắm. Đại còn ngấm luôn à. Con chết dài dài chục ơi. Không hồi rồi mai mau dọn đồ đi mau nha. Trốn đi hả? Trốn đi. Bữa nay anh Tâm chế cái món này nữa là mày chết. Thôi mày quyết định rồi. Chú bây giờ từ sớm giờ anh đâu có dám ăn trộn. Để ăn thịt bò à. Anh Tú đang chế biến cái cục thịt bò của bác Sáu đem về. Bác Tám chứ. Để nướng cục vậy đó hả anh Tú? Để chứ chở rồi nữa nướng. Lại nhóc luôn. Chế kỳ quá ha. Chuột đó ăn đi. Trời ơi con nành nè nghe nghe. Gì vậy? Chết chuột luôn béo bà cố luôn. Mập ghê vậy. Bây giờ một cái xong một dĩa đó, tới dĩa thứ hai nha. Cái này mình khui bia ra đi, mạnh người nào đấy anh uống ăn uống ăn. Này khỏi dọn con đi về cho nó yên. Vậy đó. Hấp dẫn dữ lắm nha các bạn. Vô. Xong, làm lo em. Bữa nay món gì cũng ngon không ta? Nãy giờ mình về anh em mình ở cái chỗ nào mình làm rồi bếp luôn, thả nấu luôn nên Tâm ơi. Cái này á, nóng mới ngon nha. Em làm cái đùi đi. Trời ơi, chúng chín rụt sơn xương rồi nè. Chính là cái cậy vậy. Vô, mời các bạn. Ăn chuột chiên nha. Chuột là hết nó ngon luôn á. Mập. Thịt bò đập mềm. Thịt bò đập nó mềm. Đâu rồi. Mình nãy nữa mình đập đi. Ngon quá hà. Quất cái bọng con này đi Tâm. Tới luôn á. Quất cái chạy. Nó bắt Tám rồi chơi luôn nguyên miếng luôn, bắt Tám nhai luôn. Tám lại chơi nguyên bọng luôn á. Chơi nguyên bọng bắt Tám. Ngon. Méo. Trời ơi, chơi cái rồi. Cái này mới tả nè Tám. Nè vô đi. Cho tới bàn chén không? Mở không luôn á. 2, 3, vô. Cho chén luôn. Trời luôn. Tuyệt vời ăn mặt trời nha. Mình ăn gì thấy ngon rồi ta? Uống rất trời uống nhiều mệt quá. Tu chút trải cái áo anh nè, áo anh tự nhiên đem nằm là giả vậy, áo bận luôn. Lái tướng đồ lao quất luôn. Đứt chứ. Cũng mặt sợ thì. Chín tới xương luôn á. Nhai xương luôn rồi. Bữa nào bác Tám biết tụi con đi bắt nhiều quá về tụi con ướp nghệ không ha. Ừ. Tụi con kho nước dừa, kho nước khô lại, gác mía á. Cái kho nó khô lại, nước dừa luôn. Ăn thử. Thử á. Ừ. Món mới nha các bạn. Ướp nghệ với bột ngọt, nước mắm với cà no rồi. Vô xong xuôi ướp dừa. Cái mình kho cho nó cột dừa mình nấu chua đi. Đổ nước dừa vô. Hử? Chút ruột nấu chua. Lâu lắm rồi, lâu rồi không nấu rồi. Nấu chua không nấu mẻ xong ăn mẻ không được. Mẻ chua cũng được. Nấu nước chua như anh nấu lẩu vậy. Vô. Tám cặp luôn rồi, vậy mới đã đó. À. Vậy mới ngon mà ta. Vô. Vô anh. Vô. Vô tao mày đi bắp bắp. Ăn cho nó đã thèm luôn đi. Cái đồ nữa luôn. Bác Tám từ bên Úc giờ ghé chơi với anh em là chủ yếu ăn thịt chuột chứ các bạn. Ê da. Tại vì hồi tụi nhỏ, hồi lúc mà bác Tám nhỏ có còn nhỏ tuổi á thì cũng thường đi bắt chuột như anh em lúa vậy đó. Không, bác Tám muốn giống như là về chơi nhớ lại tuổi thơ của bác Tám á. Để đi anh em chơi đi. Gốc của mình ở Trà Vinh ạ. Bác Tám. Hả? Gốc của mình ở Trà Vinh ạ. Ừ, gốc Trà Vinh con. Chấm vô miếng muối tiêu luôn. Xuống mềm. Dễ ăn hay không? Ừ. Món này ngon. Hấp con này cái gì không kín. Cái bí để dùng rụp. Sao cho anh Tú? Gì? Sao rồi? Cho cái thịt bò chín chín chú ơi, dày quá. Đừng lo bò không còn mấy con chuột nó khác hết trơn nha. Đúng không? Dạ. Ăn thịt chuột ngán rồi. Bây giờ có thịt bò anh Thu chăm sóc gì kỹ lắm. Nướng hoài cũng ngán nhưng mà bữa nay mình chuyển ra cái món này là không ngán nữa đó. Cũng có nướng vậy nè. Không còn đây là con đi. Cái gì? Không có nướng chuột cái đó. Nướng cho bác Tám thử. Đã, đã thật. Ui, một miếng nữa. Nó dội ngang. Làm sao nó ăn hoài được hoài luôn cái món này chứ. No, nó dội ngang. Không còn thịt bò không, quất quất à. Quất con đi. Vô. Vô. Nằm bọng em. Vô. Ăn chuột đi. Vô. Bò để em à. Để em. Mời các bạn nha. Ăn gì mà ngon á. Dọn ra ngoài nó nguội lạnh nó không ngon. Nóng. Cát cái gì đó đó. Đồ khác. Nướng không mấy chuột không ngon không tiền á. Trời nó cầm nó quất luôn á. Sướng. Sướng gì? Sướng mềm mèo. Có ỷ nữa bữa nay bắt chuột nhiều gì đó. Nên anh ta bắt chuột nhiều á. Bữa nay bắt đâu có nhiều, có 6 kg à. Rồi, chào các bạn nha. Mấy bác cháu ăn chút xíu nữa nghỉ. Ăn hết mới nghỉ nha. Nướng nữa mà. Rồi, chào các bạn. Ôi, chào à. Chúc các bạn có buổi trưa thật nhiều niềm vui nha. Bye bye.